không nằm ngoài dự đoán trước một West Brom với trình độ yếu hơn nhiều, Arsenal đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng tới 6-0 ở trận đấu thuộc vòng loại thứ hai Cúp Liên đoàn Anh giữa tuần vừa rồi. Điều đáng nói khi chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh mà họ vừa trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử tại giải Ngoại hạng Anh khi toàn thua sau cả hai trận, nên nó có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Điều đó cũng không khó để thấy được ở trận đấu vừa rồi khi các chân sút của pháo thủ đều đã tìm mọi cách để đưa bóng vào lưới đối phương, điều cho thấy áp lực tâm lý của họ đang bị đè nặng như thế nào. Có thể nói với chiến thắng vừa rồi, sự tự tin đã trở lại và đúng thời điểm quan trọng khi Arsenal có chuyến làm khách đến sân của Man City ở vòng 3 giải Ngoại Anh vào cuối tuần này. Dĩ nhiên về mặt thực lực, Arsenal vẫn bị đánh giá yếu hơn so với đối thủ. Tuy nhiên như đã đề cập, điều lúc này họ có được là sự hưng phấn nên cũng gỡ gạc phần nào hy vọng. Hơn hết khi ở phía bên kia chiến tuyến, Man City cũng chưa để lại được nhiều dấu ấn sau hai vòng đầu tiên, nhất là vòng 1 còn gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Tottenham. Ở vòng 2 dù có được chiến thắng tới 5-0 trước Norwich, thế nhưng đối thủ chỉ là một tân binh nên kết quả này cũng không được đánh giá quá cao. Hơn hết là trận đại chiến tới đây với vị khách đến từ London, thầy trò huấn viên Pep Guardiola vẫn chưa thể có được sự phụ của hai cái tên quan trọng ở hàng công là De Bruyne và Phil Foden vì chấn thương nên sức mạnh chắc chắn cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Với đặc điểm như vậy, rõ ràng đã có những lo lắng cho Man City nên sẽ không dễ để giải mã pháo thủ thành London. Tuy nhiên nên nhớ rằng ở trận đấu tới, The Citizens sẽ được chơi trên sân nhà, nơi đã chứng kiến họ thắng cả 5 lần chính thức tiếp đón đối thủ này gần nhất. Lại thêm chiến thắng trước Norwich vừa giành được cũng củng cố thêm phần nào hy vọng. Đáng chú ý hơn là diễn biến từ sàn giao dịch châu Á khi nhà cái xếp Man City ở tỷ lệ chấp 1/3, mức thuộc hàng cao nhất khi tiếp đón Arsenal từ trước đến nay. Nên nhớ mùa trước họ cũng chỉ chấp có 1/4 ở trong hoàn cảnh mà bản thân cũng đang bị đặt trong những nghi ngờ. Mức chấp này càng cho thấy đánh giá tích cực với đội chủ sân Etihad. Chính vì lẽ đó, đây vẫn được xem là cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng là cuộc đối đầu giữa hai cái tên sở hữu hàng công mạnh, thế nhưng trên thị trường mức kèo tài xỉu được đưa ra chỉ là 3 hòa, mức chưa thực sự tương xứng. Thực tế thì dù cùng sở hữu lối chơi tấn công, thế nhưng những lần gặp nhau gần đây của hai đội bóng này cũng hiếm khi xuất hiện nhiều bàn thắng, nhất là khi huấn luyện viên Mikel Arteta lên nắm quyền ở Arsenal. Vì vậy mốc dưới được xem là lựa chọn phù hợp hơn.